Sau khi chiêu mộ thành công tân binh đầu tiên là tiền đạo Joshua Zirkzee, rất nhanh chóng Man United đã hoàn tất thương vụ thứ hai, lần này nó đến ở vị trí nơi hàng phòng ngự. Đây là một thông tin vui đối với các cổ động viên Quỷ Đỏ khi đội bóng con cưng của họ đang hoạt động rất hiệu quả trên thị trường chuyển nhượng hè 2024. Ở một diễn biến khác, tương lai của tiền vệ Luka Modric tại Bernabeu mùa hè này đã được xác định sau hành động mới nhất đến từ Real Madrid vào ngày hôm qua. Cùng với đó, còn rất nhiều những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý khác. Bây giờ, hãy cùng chúng tôi đến với các thông tin đó. David Ornstein và Fabrizio Romano đồng loạt xác nhận Lenny Rioro sẽ sớm đến MU kiểm tra y tế và trở thành tân binh thứ hai của Quỷ Đỏ trong mùa hè này. Theo thông tin từ chuyên gia Fabrizio Romano, Manchester United đã đạt thỏa thuận với trung vệ người Pháp Lenny Rioro của Lille về một bản hợp đồng dài hạn. Cầu thủ 18 tuổi này dự kiến sẽ ký hợp đồng 5 năm với Quỷ Đỏ, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm, và các bên đang tiến hành đàm phán các chi tiết cá nhân. Trước đó một tuần, Fabrizio Romano cũng đã xác nhận Lille đã chấp thuận mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro mà Manchester United đề xuất cho Rioro. Đại diện của Ligue 1 thông báo với Rioro rằng Quỷ Đỏ là đội đưa ra lời đề nghị tốt nhất và họ đã đồng ý với thương vụ này. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Rioro khi cầu thủ 18 tuổi này vẫn ấp ủ ước mơ khoác áo Real Madrid. Tháng 4 năm nay, có tin đồn Real Madrid cũng quan tâm đến Rioro. Tuy nhiên, Los Blancos chưa đưa ra bất cứ lời đề nghị chính thức nào cho Lille. Hợp đồng hiện tại của Rioro với Lille sẽ hết hạn vào năm 2025 và Transfermarkt định giá anh ở mức 50 triệu euro, con số trùng khớp với mức phí mà Manchester United đề xuất. Với việc Real Madrid tìm hơi lặng tiếng và dường như đã rút lui khỏi thương vụ, Rioro đã quyết định gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Nhà báo Florian Plettenberg tiết lộ hợp đồng của trung vệ này với Quỷ Đỏ sẽ có thời hạn đến năm 2029, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Và hiện hai bên đang đàm phán các chi tiết cá nhân. Đây được xem là bước tiến quan trọng cho Manchester United trong nỗ lực củng cố hàng phòng thủ. Ở một diễn biến khác, Real Madrid vừa thông báo tin vui cho các cầu thủ viên rằng Luka Modric sẽ tiếp tục khoác áo Los Blancos đến hết mùa giải 2024-2025. Tiền vệ 38 tuổi người Croatia đã ký hợp đồng gia hạn thêm 1 năm, khẳng định vai trò quan trọng của mình trong đội hình của kênh Kênh Trắng. Modric gia nhập Real Madrid từ Tottenham vào năm 2012 và đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Trong 12 năm khoác áo đội bóng hoàng gia, anh đã giành được 26 danh hiệu, bao gồm 6 chức vô địch Champions League và 4 danh hiệu La Liga. Thành tích ấn tượng này đã góp phần đưa Real Madrid trở thành một trong những đội bóng thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Sự nghiệp của Modric tại Real Madrid không chỉ ghi dấu ấn bởi số lượng danh hiệu mà còn bởi phong cách chơi bóng tinh tế và tầm ảnh hưởng to lớn trên sân cỏ. Anh đã ra sân 534 lần cho Los Blancos, ghi 39 bàn thắng và tạo ra vô số đường kiến tạo quan trọng. Năm 2018, Modric đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành giải quả bóng vàng, phá vỡ thế độc tôn của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Dù đã bước sang tuổi 38, Modric vẫn cho thấy giá trị của mình trong đội hình Real Madrid. Mùa giải vừa qua, anh đã ra sân 32 trận tại La Liga, trong đó 18 trận đá chính. Việc gia hạn hợp đồng với Modric diễn ra trong bối cảnh Real Madrid đang có những thay đổi lớn về nhân sự. Chỉ một ngày trước đó, Real Madrid đã ra mắt ngôi sao Kylian Mbappe tại Bernabeu trong một buổi lễ hoành tráng. Việc giữ chân Modric cho thấy Real Madrid đang cố gắng duy trì sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ trong đội hình. Barcelona đẩy nhanh tiến độ vụ Nico Williams. Câu lạc bộ Barcelona đang thể hiện rõ sự quan tâm tới tiền đạo trẻ Nico Williams bằng việc để Deco, giám đốc thể thao của đội bóng, gặp gỡ người đại diện của cầu thủ này. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Deco, giám đốc thể thao của Barcelona, đã có buổi gặp gỡ với đại diện của tài năng trẻ Nico Williams tại Zaragoza để thảo luận về các điều khoản hợp đồng cho ngôi sao của Tây Ban Nha và Athletic Bilbao. Blaugrana đã được liên kết với cầu thủ chạy cánh trẻ tuổi này trong một thời gian dài và hiện đang cố gắng hoàn tất chuyển nhượng trước các ông lớn của Premier League là Chelsea và Arsenal. Nico Williams cũng có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với các cầu thủ Barcelona. Một trong số đó phải kể đến trường hợp của Lamine Yamal. Cầu thủ đang thuộc biên chế Athletic Bilbao đã cùng Yamal tạo nên cặp cánh thiên thần tại đội tuyển Tây Ban Nha trong chiến dịch Euro 2024 vừa qua và đã không ít lần khiến cho các hậu vệ đối thủ phải khổ sở bởi tốc độ và nền tảng kỹ thuật đáng kinh ngạc. Với việc Nico Williams và Lamine Yamal cùng nhau tạo nên kỳ tích cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2024, người hâm mộ Barcelona sẽ hy vọng rằng bộ đôi này có thể tái hiện lại hình ảnh đó trong màu áo câu lạc bộ ở mùa giải 2024-2025 sắp tới. Adrien Rabiot quyết định rời Juventus. Theo Fabrizio Romano, ngôi sao người Pháp Adrien Rabiot đang chuẩn bị cho chương tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tiền vệ Adrien Rabiot sẽ chia tay Juventus sau khi hết hạn hợp đồng với đại diện nước Ý. Trên X, Fabrizio Romano đã đưa ra cập nhật cụ thể về tình hình tương lai của chân truyền người Pháp. Adrien Rabiot chuẩn bị rời Juventus và chọn bến đỗ mới theo dạng cầu thủ tự do vào mùa hè này. Trừ khi có điều gì đó điên rồ xảy ra, nếu không anh ấy sẽ không ký hợp đồng mới với Juventus bất chấp lời đề nghị.
Người đại diện của Rabiot đã liên hệ với một số câu lạc bộ để bắt đầu bước đi tiếp theo. Rabiot cập bến Juventus vào kỳ chuyển nhượng hè 2019. Sau khi hết hạn hợp đồng với PSG, chân truyền sinh năm 1995 trở thành một phần quan trọng nơi đội hình ba đầm già. Tại đây, anh đã một lần nâng cao danh hiệu Serie A, một siêu cúp và hai chiếc vô địch Coppa Italia. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài chinh chiến tại đây, tuyển thủ Pháp muốn tìm kiếm cho mình thử thách mới. Anh được quan tâm bởi khá nhiều câu lạc bộ hàng đầu như Manchester United hay Liverpool. Do vậy, Rabiot sẽ không thiếu những lựa chọn khi chia tay Juventus ở mùa hè 2024 lần này. Paris Saint-Germain chuẩn bị chiêu mộ thành công Victor Osimhen. Victor Osimhen và Napoli xác định sẽ chia tay nhau từ cuối mùa bóng trước. Vào thời điểm đó, rất nhiều ông lớn Premier League đã nhắm đến chữ ký của tiền đạo người Nigeria, nhưng PSG mới là đội thắng thế. Nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, Osimhen đã khất đầu với Paris Saint-Germain và vấn đề của thương vụ chỉ còn là giá cả. Romano viết trên Twitter, thông tin thêm về Victor Osimhen từ hôm nay. PSG đã được Osimhen bật đèn xanh cho việc rời đi ngay trong mùa hè này và họ đang thỏa thuận các chi tiết hợp đồng. Cuộc đàm phán giữa PSG và Napoli hiện là mấu chốt của câu chuyện. Không hề dễ dàng. Nếu Osimhen ra đi, Napoli sẽ theo đuổi Lukaku. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis trước đây đã tuyên bố rằng sẽ không bán Osimhen với giá rẻ. Chân sút này từng được giao bán với giá hơn 130 triệu euro trong quá khứ. Mặt khác, theo những nguồn tin từ Italia, huấn luyện viên Antonio Conte đã được ông chủ Napoli hứa cấp 230 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Điều này cho thấy tham vọng cực lớn của Napoli ở mùa giải tới. Serge Gnabry không muốn tới Newcastle United. Sau những màn trình diễn đáng thất vọng của Serge Gnabry ở mùa giải 2023-2024, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cầu thủ người Đức sẽ rời sân Allianz Arena ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay vì không nhận được sự tin tưởng từ tân huấn luyện viên Vincent Kompany. Sự góp mặt của Michael Olise và sắp tới có thể cả Désiré Doué khiến thời lượng thi đấu của chân trái cánh 29 tuổi ở mùa giải tới khó lòng được đảm bảo. Trong bối cảnh đó, Newcastle United sẵn sàng chi ra 40 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Sky Deutschland, Serge Gnabry không hứng thú với viễn cảnh chuyển sang khoác áo Newcastle United. Anh muốn ở lại hùm xám và chiến đấu để giành một vị trí đá chính của tân huấn luyện viên Vincent Kompany. Hợp đồng giữa Gnabry và Bayern Munich vẫn còn thời hạn đến năm 2026. Bởi vậy, cầu thủ người Đức cũng chẳng cần vội vàng tính đến chuyện rời hùm xám. Anh có thể ở lại thêm ít nhất một mùa giải trước khi tính đến chuyện tìm bến đỗ mới. Thương vụ Calafiori tới Arsenal có nguy cơ đổ bể. Ricardo Calafiori là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Bologna mùa giải vừa qua, giúp đội bóng này giành vé dự Champions League mùa tới. Cầu thủ 22 tuổi tiếp tục chơi nổi bật ở Euro 2024, mặc dù Italia dừng bước trước Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Hậu vệ này có những tình huống lên công về thủ cực kỳ ấn tượng. Anh được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Ricardo Calafiori đã nổi lên trở thành mục tiêu hàng đầu của huấn luyện viên Mikel Arteta tại sân Emirates và Arsenal được cho là đã gửi lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng. Arsenal cũng được cho là nhận được cái gật đầu từ phía cầu thủ người Italia. Tuy nhiên, theo tờ The Mirror, thương vụ chuyển nhượng Ricardo Calafiori sang Arsenal đang bị hoãn lại và có nguy cơ bị đổ bể do chi phí chuyển nhượng. Cụ thể, đề nghị từ phía Arsenal được cho là chưa thể khiến Bologna hài lòng. Đại diện của Italia đe dọa rằng nếu pháo thủ không nhanh chóng gửi thêm lời đề nghị, họ sẽ từ chối đàm phán. Biên tập viên Ben Jacob nêu quan điểm, Arsenal vẫn mong muốn có được chữ ký của Ricardo Calafiori. Thế nhưng các cuộc đàm phán gặp nhiều khó khăn bởi mức giá chuyển nhượng. Bologna kiên định với con số 50 triệu euro dành cho Calafiori. Trong khi đó, pháo thủ cân nhắc nên tiếp tục theo đuổi Calafiori hay tìm kiếm mục tiêu mới. Calafiori đang chờ đợi Arsenal. Cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục. West Ham nhắm Aaron Wan-Bissaka của Manchester United. Mùa giải vừa qua, Aaron Wan-Bissaka chỉ là lựa chọn thứ hai của Manchester United ở vị trí hậu vệ phải sau Diogo Dalot. Việc các hậu vệ trái của Quỷ Đỏ chấn thương buộc huấn luyện viên Erik ten Hag phải kéo Dalot sang hậu vệ cánh trái và sử dụng cầu thủ người Anh ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng anh tiếp tục chơi không mấy ấn tượng. Với một đội bóng giàu tham vọng như Manchester United, họ cần những cầu thủ chất lượng hơn. Bởi vậy, Quỷ Đỏ đã sẵn sàng bán Aaron Wan-Bissaka ở hè 2024 này. Cầu thủ người Anh chỉ còn hợp đồng 1 năm với đội chủ sân Old Trafford và họ hy vọng thu về 15 đến 18 triệu bảng cho ngôi sao của mình. West Ham đang đàm phán để ký hợp đồng với Aaron Wan-Bissaka. Đội bóng thành London đang lên kế hoạch nâng cấp đội hình. Huấn luyện viên Julen Lopetegui đánh giá cao khả năng của cầu thủ 26 tuổi và muốn làm việc với anh ở mùa giải tới. Bản thân Wan-Bissaka cũng cần được ra sân thường xuyên, vậy nên anh hoàn toàn có thể tới West Ham. Búa tạ cũng được cho là sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi từ phía Manchester United cho thương vụ này.